Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Hùng IB đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip thử thách cực đại, đó là chơi PUBG trên Samsung Galaxy A10. Và trước khi vào clip thì mình cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận nhiều clip hữu ích hơn nha. Rồi, và mình cũng xin gửi lời xin lỗi tới bạn Bảo Kun. Bạn Bảo Kun thì đã nhờ mình đó là làm clip review về sản phẩm Samsung Tab S Pen. Tuy nhiên là mình lại chưa có điều kiện mượn được sản phẩm này để review cho bạn xem. Rồi, rất mong bạn thông cảm. Đó là lời xin lỗi chân thành của mình. Còn bây giờ mình sẽ đi vào clip đó là thử thách. Tại sao mình lại gọi là thử thách? Bởi vì một sản phẩm có cấu hình RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, có chip Exynos 7884 8 nhân như Samsung Galaxy A10 mà lại chơi PUBG thì có vẻ là nó hơi quá sức với sản phẩm này. Tuy nhiên, mình sẽ chơi thử xem sao để anh em có thể đánh giá được một phần nào đó khi mà anh em chọn mua sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu như anh em muốn chơi PUBG thì có nên chọn sản phẩm này không? Và mình cũng đã chơi Liên Quân Mobile trên sản phẩm Samsung Galaxy A10 và rất bất ngờ là sản phẩm Samsung Galaxy A10 lại bật được FPS cao và rất ổn định từ đầu trận cuối trận, cho dù là có những pha combat rất là ác liệt trong game Liên Quân. Và cũng là clip có những clip so sánh sản phẩm này với những sản phẩm cùng phân khúc thì anh em có thể thấy là Samsung Galaxy A10 có những rất nhiều điểm vượt trội. Và điểm AnTuTu mình đo được trên cái sản phẩm Samsung Galaxy A10 đó là 90.088 điểm, và cụ thể là 40.632 điểm cho điểm CPU và 18.761 điểm cho điểm GPU. Điểm GPU của Samsung Galaxy A10 rất là lớn, điều này ảnh hưởng rất lớn, là một yếu tố quyết định đến cái việc mà chơi game có tốt hay không. Và chơi game PUBG thì Samsung Galaxy A10 sẽ thể hiện như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào game nha. Cũng đã khá là lâu rồi mình không chơi PUBG. Tuy nhiên là hôm nay mình sẽ làm clip để review cho anh em xem. Xem là anh em có nên chọn sản phẩm này chơi PUBG hay không. Clip này cũng là một cái clip để có thể anh em có thể đánh giá được hiệu năng của chiếc Samsung Galaxy A10 với con chip Exynos 7884 và chạy trên hệ điều hành Android 9 Pure và giao diện One UI của Samsung. Rồi, cảm giác cầm nắm thì mình cũng đã mô tả các bạn rồi, sản phẩm này khá là nhẹ. Điều này có lẽ bởi vì đến từ viên pin dung lượng 3400 và thiết kế bằng vỏ nhựa. Tuy nhiên là lại cầm rất là chắc chắn. Mặc dù vậy, anh em có thể thấy là cái màn hình luôn là cái ưu điểm nổi bật của các hãng Samsung, khi mà anh em có thể thấy là màn hình rất là rực rỡ, rất là sáng, rất là đẹp. Chỉ có điều duy nhất là cái loa nó ở đằng sau này, loa nó như úi trời rơi. loa như bạn hồ số bạn như bạn Nguyễn Khánh Huyền đã comment đó là loa thiết kế hơi vô học, và mình cũng thấy là cũng hơi vô học thật. Nói là vô học thì hơi quá, tuy nhiên là nó không được thuận tiện cho anh em chúng ta lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trận luôn, đấu chế độ 44, và trước khi vào trận thì mình sẽ cài đặt, các bạn thể theo dõi mình cài đặt đồ họa này. Mình sẽ để ở chế độ đó là HD. Đó. HD, và khi bật Ultra HD thì không có, và HDR thì tùy chọn này sẽ sớm có trên thiết bị của bạn, tức là sản phẩm này không bật được chế độ HDR. Và mình cũng để chế độ ở tốc độ khung hình cao và những màu sắc mềm, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vào. Trước khi vào mình nhận phần thưởng cái xem nào, có cái gì không. Rồi, anh em có thể thấy là khi mà mình ấn nhận phần thưởng thì đây. Khi ấn nhận phần thưởng thì cái giao diện nó có chạy, có thể là nó hơi bị giật giật một chút, nó không được mượt mà như những cái sản phẩm mà đáp ứng được cấu hình cho cái trò chơi PUBG này. PUBG là một cái tựa game khá là nặng, và đặc biệt lại còn chơi online nữa, cho nên là cái độ nặng nó sẽ kéo theo rất nhiều, nó ảnh hưởng đến mạng, ảnh hưởng do mạng quyết định nữa, tốc độ mạng của các bạn, tốc độ đường truyền. Khi mà mình chơi trên chiếc iPhone 8 Plus của mình thì mình thấy rất là mượt mà, khi mà mình chơi ở đây thì mình thấy nó khựng lại khi mà cái phần mà nhận vật phẩm đó. Các bạn thể thấy nhận vật phẩm nó sẽ có cái phần khựng lại. Tuy nhiên là cái phần ở bên ngoài này thì nó có thể là không ảnh hưởng đến game nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chơi thử game luôn. Rồi, bắt đầu luôn. Có nghĩa rằng là sản phẩm này chỉ bật được chế độ HD và mức độ khung hình là cao chứ không bật được HDR. Không sao, màn hình của Samsung thì rất là đẹp, cho nên là anh em có thể thấy là cái phần răng cưa và rỗ nó gần như là không có.
không biết là khi mà chơi game thì các thao tác nó sẽ như thế nào đây, vì là cái game VWG này một thao tác cần phải những cái phản xạ nhanh và chuẩn, cho nên là khi mà mình chơi game cái game tựa game như này mà mình không có một cái máy nó chơi nó mượt mà thì khả năng thua là rất là cao, vì bắn mà lệch thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cái ván đấu rất là nhiều, đúng không nào? Rồi đang nghe tiếng dục dịch vào trận rồi mà chưa thấy máy vào rồi. Rồi các bạn thể thấy là cái độ trễ khá là cao khi mà mình còn chưa được vào được cái phần chưa vào được cái phần chờ thì nó đã vào đến phần nhảy dù rồi. Rồi mình chơi chế độ 4-4 mà chơi nhanh thôi. Ôi rồi. Khá là giật anh em ạ. Khi mà các bạn chơi các bạn sẽ thấy là cái mức độ giật nó khá là cao. Đó, các bạn thể thấy là cái độ khựng khá là cao. Cái này thì không thể gọi là mượt mà được. Mình sẽ có thể là có thể là do mình đã để cái màn hình chất lượng nó cao quá. Có thể là mình phải để thấp đi một chút. Rồi sau khi mình hạ hạ chất lượng đồ họa xuống thì đã mượt hơn khá là nhiều. Giờ phải đi nút đồ thôi. Vừa vào một ông đã oẳng cái kia rồi. Rồi, bắn nhau chí chóe rồi. Rồi có tiếng bước chân anh em ạ. Rồi có thể vừa rồi là một con bot. Thấy nó ngáo lắm. Rồi có rất là đông người. Mình sẽ phải lên đây mình núp thôi. Rồi khi mà mình hạ cái đồ họa này xuống thì cảm giác chơi nó đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Hình ảnh thì vẫn khá là nét. Rồi có một đồng đội đằng kia nhưng mà chắc là không cứu được rồi. Đồng lắm anh em ạ. Rồi mình đã sát hại được một mạng. Còn 20 mạng nữa. Không biết là thế nào đây. Bên kia xa quá, thôi rút thôi. Rồi các bạn có thể thấy là việc chơi game PUBG trên chiếc máy này là đáp ứng được. Tuy nhiên là nếu mà để mà chơi ở cái mức độ đồ họa cao thì nó khá là khó khăn. Trong đây chắc là rất nhiều người đây. Có tiếng súng ngay đây anh ạ. Rồi nãy giờ thì không biết là các bạn đã quan sát thấy cái việc mà mình chơi game PUBG trên chiếc máy Samsung Galaxy A10 này nó như thế nào. Thì không biết là cái máy này nó có đáp ứng được nhu cầu của tất cả anh em không.
thì anh em hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Vì sản phẩm Samsung Galaxy A10 này nó chỉ ở trong cái mức phân khúc giá là 3 triệu. Cụ thể giá chính xác là 3.090.000. Và trong hộp sản phẩm thì chỉ có máy thôi, không có ốp lưng, không có tai nghe và không có dán màn hình. Thì anh em hãy cân nhắc lựa chọn giữa các sản phẩm với nhau. Nhưng mà mình nghĩ là trong phân khúc 3 triệu này thì Samsung thực sự là làm mình rất bất ngờ. Từ cái việc là chơi liên quân tốt cho đến cấu hình cao cũng như là có một cái bộ nhớ 32GB. Trước giờ Samsung nổi tiếng là keo kiệt mà ở đây bây giờ Samsung lại đầu tư một cái máy có bộ nhớ 32GB. Làm mình thực sự bất ngờ và khi mình test thử cái sản phẩm Samsung Galaxy A10 trên những cái game khác nhau và trên những cái bài speed test khác nhau thì máy lại đáp ứng là rất là tốt. Thì không biết là lựa chọn của anh em sẽ như thế nào. Đây là mình đang so sánh dựa trên những cái phương diện là sản phẩm chính hãng nha, chứ còn sản phẩm sách tay thì mình không tính ở đây. Rồi chạy bo thôi, tôi chết rồi. Ở đâu đây? Thôi chết rồi, chạy bo thôi, không biết có kịp không. Bo cuối cho nên là rất là đau anh em ạ. Cố lên. Thôi xong. Rồi rất may mắn. Con em là mình phải anh hùng núp ở đây thôi. Rồi đồng đội của mình cũng đã bị tiêu diệt. Giờ chỉ còn một mình sống mà thôi. Rồi chỉ còn có 5 người. Mình rất là muốn chơi ở trong một cái chế độ 100 người nha anh em. Nhưng mà nếu mà chơi chế độ 100 người thì nó khá là lâu. Cho nên là làm clip nó sẽ khá là dài. Nên là mình sẽ chơi chế độ 28 người. Mà nó vẫn thể hiện được cái khả năng chơi game của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 này. Mà lại chơi nhanh và thể hiện được tốt. Vẫn thể hiện được cái khả năng chơi game của Samsung Galaxy A10 mà ván đấu kết thúc lại nhanh và video lại ngắn thời gian để anh em có thể theo dõi. Rồi, tuyệt vời, mình hay là người chiến thắng các bạn ạ. Rồi, các bạn thể thấy là các thanh niên đang cứu nhau nhưng mà mình lại ra mình cứu nhau nhưng mà lại không để ý đến mình và mình đã bắn chết và mình đã giành chiến thắng trong game này. Các bạn thể thấy là mình đã dùng chiếc Samsung Galaxy A10 để chiến thắng game này. Và khi mà các bạn chơi, tổng kết lại là khi các bạn chơi game trên Samsung Galaxy A10, cụ thể là game PUBG thì các bạn hãy để ở cái mức độ cấu hình thấp nha. Rồi và cái hình ảnh nó cũng để chất lượng trung bình, chất lượng thấp thôi. Thì các bạn chơi game sẽ mượt hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn để cấu hình cao thì các bạn để HD, chế độ HD thì máy sẽ rất là giật. Qua đây không biết là các bạn lựa chọn sản phẩm nào để chơi PUBG, hoặc là các bạn thấy sản phẩm này chơi PUBG như thế nào thì các bạn hãy để bình luận ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.